Thưa quý vị, học sinh Đà Nẵng đã bước vào năm học mới 2021-2022 theo hình thức học trực tuyến. Theo đó, thì để hỗ trợ cho các em có thể học tập tốt trong năm học này, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội đồng đội thành phố đã tổ chức chương trình Nhà sách yêu thương không đồng dành cho các em trên địa bàn. Đây là năm thứ hai các đơn vị tổ chức chương trình này. Do điều kiện dịch bệnh phức tạp, nên các đơn vị không triển khai chương trình tập trung mà chuyển sang hình thức tặng quà. Theo đó, có khoảng 200 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Cẩm Lệ được nhận những phần quà này. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm dụng cụ học tập, vở, khẩu trang, nước sát khuẩn, v.v. Hầu hết các em và gia đình đều cảm thấy rất vui mừng và biết ơn về sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực như thế này. Hôm nay em nhận được những món quà bản con, vỡ, bút lông, với lại phấn, với lại con ba. Em thấy vui vì còn đã cho em những món đồ để học tập. Hôm nay em sẽ phấn đấu, học tập và làm cháu ngoan trò giỏi của Bác Hồ. Tổng kinh phí của chương trình này là 100 triệu đồng, được thành đoàn, hội đồng đội thành phố kêu gọi, vận động từ các nhà xuất bản, đơn vị kinh doanh văn phòng phẩm tại miền Trung và Agribank khu vực miền Trung, cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ủng hộ. Lãnh đạo thành đoàn và hội đồng đội thành phố đã đến từng nhà hỏi thăm và trao những suất quà này cho các em. Để thông qua cái hoạt động này là kết nối cũng như là phát huy cái vai trò của tổ chức đoàn, tổ chức đội thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh chăm lo, hỗ trợ đến những cái hoàn cảnh gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt dịch lần này. Và cũng tại chương trình thì thành đoàn cũng trao một số suất quà đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thông qua chương trình này, ban tổ chức mong muốn tạo sự kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị để có thêm nhiều phần quà hơn nữa, hỗ trợ tiếp sức cho các em có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập và phát triển tương lai.